Mọi người đã chuẩn bị gì cho hành trình sắp tới chưa? Bộ áo mưa với chất liệu 100% ni lông có khả năng trượt nước tốt. Ngoài ra, bộ áo mưa còn có màu sắc nổi bật cùng với các giải phản quang đi kèm, giúp gây chú ý cho người đối diện trong điều kiện hạn chế tầm nhìn. Để có một hành trình an toàn và bảo vệ sức khỏe, mọi người hãy đến ngay dealer Harley Davidson gần nhất để sở hữu ngay bộ áo mưa này cho hành trình sắp tới nhé.